còn chợ không? Hả? À. Hả? À. Thôi nghe cho tiền không đó. À. À, chưa quý vị ơi, gặp anh bán vé số này mình cũng thấy anh rất là tội nghiệp, hai tay hai chân cụt trơn rồi. Thôi đi đi đi. Đây để anh em đã cảm ơn các bạn anh luôn nha. Anh tên gì ạ? Anh hỏi ra anh tên gì ra? Khách nhà gần đây không anh? Hỏi đi ra tao lạnh. Tao lạnh ha. Rồi chúc anh nhiều sức khỏe nha. Bắt đầu cô chú anh chị em, hiện giờ mình có mặt trên thủ thờ ông Ba. Ngày đại lễ nay mai là ngày mùng 8, mai mùng 9 là ngày đại lễ 98 năm ngày Đức ông Ba tịch. Ông Ba này là nằm một trong những đệ tử trong phái đạo. Nên ngày lễ của ngài là về rất đông. Ông Ba là đại tử của cậu Hai Nhu, là cậu Hai Nhu là con cả của Đức Cố, là vị đại tử thứ nhất của Phật thầy Tây An khi xưa. Đây chào quý vị, ở chợ mới chuẩn bị kiến an. Chúng tôi thay mặt cho ban tổ chức lễ dỗ hôm qua là nước chính thị xã cùng nhân qua nhà đó thái đồ vườn cái kế nguyện linh triều thành phố Cần Thơ vừa mới đến nhiệt liệt chào mừng kịp chào mừng. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức lễ dỗ hôm qua là nước chính thị xã vườn cái kế nguyện linh triều thành phố Cần Thơ vừa mới đến nhiệt liệt chào mừng kịp chào mừng. Oh.
nổi, cần quá. Đây là cái đường ra ngoài Đông Lan, Tây Lan, chỗ đãi cơm của quý vị. Lễ này về là bao nhiêu người cũng có cơm ăn no và nước uống cho quý vị, còn thức ăn mình miễn phí trong vòng mấy ngày lễ này, quý vị cũng cho dầu miễn phí luôn. Chung về đây là sẽ hỗ trợ các thứ thuốc men thực phẩm miễn phí, thì tôi sẽ về dự lễ thôi. Đúng rồi, nếu mà mở tay trái á thì ra tới cái dòng tế đó, mở tay trái thì mở tay trái, mình trong ngoài hai trăm đốt là
trại con số 5 cho quý vị. Rất là đông. Những tô bún nước rất là ngon. Đang chờ cho quý vị đến thưởng thức. Quay lén lại. Quay lén. Người ta quay trước mặt nhưng mà nói quay lén. Bên kia là con của anh chị em. Con lấy con. Các bạn có muỗng mà bạn cũng chấm dĩa cơm rất nóng và thơm ngon. Có sắp không? Ai được chưa? Đó, cái nào cũng biết hết. Coi đây. Coi bắt mắt luôn ha. Có hột vịt rồi, có heo quay rồi, có chả, có mắm gì. Quá thế mà luôn. Tầm lắm mà cho quý vị mình mà chia tay chạy cơm số 5 rồi mình lội dài vô trong kia cho quý vị. Ôi rồi nước cam luôn, nước mẹ ơi, nước cam luôn. Trời, nước cam chắc ngon chứ cho dai một bịch đi. Thôi chơi chứ huynh đệ cho gieo viên một bịch đi. Quá à, nước cam quá ngon chứ quý vị ơi, mời cho quý vị đi lễ nha. Sông Hậu 67. Số 6 số 7 nó vô. Gửi đây mấy bạn. Cảm thấy ngon quá. Này mình thụng nhau hả chị? Này cho ta đem nội. Người đem này người đem kia nhá. Ai cho công thì làm. Đúng rồi. Mỗi người một bàn tay đang vỗ lên tiếng lớn. Đi lễ thì gặp ghé về luôn. Một cái phước nhỏ nhiều người làm là thành cái phước lớn. Chờ cho có cái lễ nào mà bận lễ bên cái cánh hòa hảo. Ăn uống thoải mái. Lễ nào như lễ nấy. Cái lễ người ta có ăn đó nè. Dạ, Phật giáo rồi nè. Lễ người có mà. Đây là cái câu là nhà Phật giáo là sẵn dành tiền của đó không? Sẵn để dành nuôi con Thảo Cháu Hiền nha. Con Thảo Cháu Hiền về đây tỉnh lễ cái là ăn no, ăn no. Thôi rớt rồi, rớt rồi chú ơi. Rớt nữa, rớt nữa. Chúng nó rớt nữa rồi, tiếp ổng vô chổng đi hát ba nè. Cái này hay đấy ha. Có chưa bộ cái gì hết nhiều. Ờ, vậy là tới đợi xem đọc nha. Đây chào quý vị. Ơi, cảm ơn luôn nha quý thí chủ. Ô, mình được một bọc nữa.
nước cam rồi. Chào các bạn. Thank you.
Thank you.
bán vé số cần hỗ trợ không? Hả? À. Hả? À. À, chào quý vị ơi, gặp anh bán vé số này mình cũng thấy anh rất là tội nghiệp, hai tay hai chân cụt trơn rồi. Đây để anh dạ cảm ơn các bạn anh luôn nghe. Anh tên gì vậy? Anh hỏi về anh tên gì vậy? Nhà gần đây không anh? Ở Cao Lãnh. Cao Lãnh ha. Rồi chúc anh nhiều sức khỏe nha. Anh tên gì? Tên gì? Anh tên gì? À em hả? À. Em tên Hồng. Nè 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 gửi tặng cho anh dùm thôi. Hồng. Cảm ơn rất nhiều. À, anh này anh hai giò anh đi không được mình hỗ trợ cho anh các bạn. Số dòng dây chịu ăn. Rồi, cũng cảm ơn anh luôn nha. Đây. Sau một trận mưa thì nước đã có nhiều ở trên trước sân của phủ thờ ông Ba chứ quý vị, ngập lúc mắt cá rồi. Đây. Cái cổng đó rồi quý vị ơi. Hãy subscribe.